Chào ngày mới tới tất cả quý cô chú chị Khang nhé. Chúc mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nhé. Và em thương lên sóng buổi sáng sớm cho cô chú chị Khang nhà mình một gốc trắc đỏ đen ạ. Đây ạ, gốc trắc đỏ đen đây ạ. Vân rất là đẹp mọi người. Gốc này thì tinh lõi, có bị cháy xíu đấy này. Đây là đục bao đẹp mọi người nhé. Làm gì cũng được mọi người ạ. Làm gì được, cũng đây là chuẩn 20kg mọi người, 20kg. Dáng này có thể đè to tự nhiên, keo đồ nhé mọi người nhé. Thì em đi vào kích thước liền luôn này. Chiều cao này, đây mọi người này, chiều cao là 1m2 này. Đấy, từ dưới đất lên. Ngang từ mém đây mọi người nhé. Từ bên đây qua đây được là 60. Cắt chiều đây, từ đây qua đây này mọi người này, 46 phân. Mà bản cái rễ chỗ đây là được 13 phân này, 12 phân này. Đây cái rễ đây được 10 phân này. Đây cái rễ đây dài từ đây qua đây là cũng được 47 phân này. Đây, còn cái rễ này dài đây được 50 phân này. Bản rễ đây, bản rễ chỗ rộng 10 phân, 8 phân rưỡi. Còn cái rễ to nhất của nó đây mọi người nhé. Chỗ đây được 10, đây chỗ khe mọi người 15 phân này. Lên đây được 17 phân này. Lên đây được 13 phân này. Sang đây được 10 phân này. Và lên đến đây mọi người này, 8 phân rưỡi này. Đầu nhỏ nhất đây 7 phân, 5 phân. Chất phân quá đẹp mọi người. Cục này đông đặc luôn mọi người nhé, đông đặc luôn. Đấy, quý cô chú chị thiện chí với gốc trắc đỏ đen này liên hệ em thương nhé. 20kg, đục đẽo, trâu tự nhiên. Dựng như này để co này làm cái móc keo đồ nhé mọi người nhé. Rất là đẹp. 20kg. Quý cô chú chị thiện chí thì liên hệ em thương nhé. 338 918 91. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em.